Hello anh em, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Trà Đá Trứng và mình là Tú Anh. Thì trong cái video bản tin nhận định thị trường ngày hôm nay, mình sẽ cùng với mọi người đi qua về các yếu tố vận động cực kỳ là xuất sắc của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Khi mà anh chị có thể thấy là gần như thị trường đang đóng cửa và nghiêng về cái yếu tố là phe mua nó chiếm ưu thế nhiều hơn. Vậy thì cái câu chuyện là phe mua nó chiếm ưu thế như vậy thì nó đang thể hiện rằng đây là một câu chuyện thị trường tích cực hay là thị trường tiêu cực. Thì theo quan điểm của mình, dù là những cái bản tin ngày hôm nay hay là những cái bản tin trước đấy, mình vẫn nói với mọi người rằng thị trường này nó vẫn sẽ còn tiếp tục là tích cực và nó sẽ có thể là vượt luôn vùng 1.300. Tuy nhiên để mà vượt được vùng 1.300 á thì chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua những cái tín hiệu của thị trường trong phiên ngày hôm nay, để nó đang kể cho chúng ta một câu chuyện rằng thị trường ngày mai khả năng nó sẽ có xuất hiện những cái yếu tố rung lắc. Dù là ngày hôm nay là một cái phiên tăng mạnh và sự một cái phiên là bùng nổ với thanh khoản, tuy nhiên cái yếu tố rằng thị trường nó sẽ xuất hiện cái yếu tố rung lắc đó thì nó thể hiện qua cái điểm nào của yếu tố vận động thị trường ngày hôm nay. Thì bây giờ em Tú Anh sẽ cùng với mọi người chúng ta đi vào phân tích, chúng ta đi vào bóc tách cái yếu tố vận động của thị trường trong phiên ngày hôm nay đi ha. Anh chị có thể thấy hôm nay VN-Index đang đóng cửa ở một con số vô cùng đẹp luôn, đó là vùng 1.280. Ngay cái vùng cản mà mình vẫn thường xuyên nhắc đi nhắc lại thời gian gần đây, đó là vùng 1.280 của VN-Index. Thị trường xác nhận tăng 18.28 điểm, độ rộng thị trường thể hiện qua 367 mã tăng, 96 mã giảm và 44 mã ấn giá tham chiếu. Tác động tới index ngày hôm nay thì tích cực nhất đến là con VCB của nhóm ngành ngân hàng, tiếp đến là con MB Bank và tiếp theo ở top 3 của nó là con CTG. Và ở cái chiều tiêu cực hơn, đó là về câu chuyện con GVR. Những cái phiên trước đấy nó đã bùng nổ rất mạnh rồi, thì cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên điều chỉnh của nó không quá là đáng kể. Tiêu cực nó chỉ là tiêu cực trong ngắn hạn, có hàng ưu tiên cầm. DHG thì sao ạ? DHG cũng là một trong những cái mã tiêu cực ngày hôm nay, và tiếp đến đó là con EIB. Khối ngoại ngày hôm nay lại tiếp tục lại là một cái phiên bán ròng, tuy nhiên là cái phiên bán ròng ngày hôm nay của nó theo như mình đánh giá thì nó đã có cảm giác là nó đã yếu hơn so với những cái phiên trước đấy rồi. Thì ngày hôm nay khối ngoại đang bán ròng đâu đó khoảng 244 tỷ. Bán mạnh nhất đó là bán con MWG và con FPT, mua mạnh nhất đó là mua con MB Bank và mua con Hòa Phát. Rồi thanh khoản thị trường thì khỏi cần phải nói về cái câu chuyện ngày hôm nay là một cái phiên bùng nổ về thanh khoản. Vì sao? Anh chị có thể thấy là cứ khi nào mà thị trường tích cực, khi nào mà chúng ta đánh giá rằng thị trường này ngon, thị trường này ok, thị trường này rất nhiều tin tốt, thị trường này được bơm các mã cổ phiếu kéo mid cap, kéo ngân hàng, dòng tiền sẽ đổ vào. Đó là một cái dấu hiệu hoàn toàn là bình thường. Thì cái dấu hiệu là thanh khoản bùng nổ vô ngày hôm nay là những cái yếu tố là anh chị hoàn toàn có thể đánh giá và có thể nhận định được từ những cái phiên trước đấy, khi mà thông tin tốt ồ ạt đổ bộ vào thị trường rồi. Thì trong cái bản tin sáng ngày hôm nay em có đề cập với mọi người cái bản tin sáng đó là gì? Bản tin sáng ngày 3 tháng 6 chúc anh chị một ngày giao dịch hiệu quả. Cuối tuần trước anh chị có thể thấy rất nhiều thông tin tích cực được công bố, bên cạnh đó Dow Jones tăng 574 điểm. Vậy với những cái thông tin tích cực và ảnh hưởng tốt đến từ Dow Jones thì anh chị cần phải chú ý những điều gì? Về xu hướng thị trường, quan điểm thị trường vẫn tăng và sẽ xuất hiện những cái yếu tố tâm lý hưng phấn đua lệnh ở đầu phiên. Thì anh chị có thể thấy sáng ngày hôm nay thị trường đua lệnh cực kỳ là mạnh mẽ, và khi mà kết thúc phiên sáng chúng ta thấy là thị trường tăng đâu đó hơn 22 điểm. Tuy nhiên cuối phiên buổi chiều nó có xuất hiện những cái yếu tố rung lắc của thị trường, nó xuất hiện những cái yếu tố là chốt lời của nhà đầu tư và người ta, những nhà đầu tư mà người ta chơi tay không ấy, người ta chốt lời, người ta bán hàng trong cái phiên buổi chiều hôm nay, nên là chiều nay có một số cái yếu tố rung lắc, một số cái yếu tố điều chỉnh ngắn của nó, thì cái câu chuyện đấy nó không có đáng kể. Quay tiếp về lại câu chuyện bản tin sáng, anh chị có thể thấy đó là gì? Vậy với cái tâm lý hưng phấn đầu phiên thì anh chị lưu ý không đua lệnh, tuyệt đối không đua lệnh, vì đầu phiên yếu tố cung cầu còn rất nhiễu nên đua lệnh sẽ rất dễ thành đu đỉnh trong ngắn hạn của cổ phiếu. Hành động trong phiên chiều mua cổ phiếu bùng nổ với sự tham gia xác nhận của dòng tiền lớn thì tham gia, tuy nhiên chỉ tham gia với tỷ trọng bé và không kỳ vọng quá nhiều về câu chuyện thị trường. Ưu tiên gồng lãi, chốt lãi một phần với các mã cổ phiếu đã có lãi tốt ở trước đấy. Tỉa cỏ trồng hoa, thị trường sideways sẽ thể hiện rõ ràng cho cái sự phân hóa của cổ phiếu và cổ khỏe. Nên nếu mà đang nắm giữ những cái cổ vận động yếu của ngành thì cân nhắc chọn điểm phù hợp để cơ cấu dần sang cái mã khỏe hơn. Về câu chuyện đặc biệt nhất về câu chuyện ngày hôm nay đó là gì? Thị trường sideways cần kiểm soát cảm xúc cũng như là cần kỷ luật bản thân mình để không bị cho cá mập nó xoay vần rơi hàng rồi lại đua lại về cái vùng giá cực kỳ là cao. Đó là trong cái bản tin sáng em đề cập với mọi người. Thì sau đó sau cái bản tin sáng cỡ lúc 9:29, 9:30 ấy, thì em thấy là con DGC nó bị đạp về một cái vùng giá cực kỳ, phải gọi là giá cực kỳ là đẹp luôn. Thì em có khuyến nghị anh chị rằng DGC cổ phiếu có đề cập ở bản tin cuối tuần, anh em chưa có hàng có thể cân nhắc tham gia nhé. Đó, thì trong cái bản tin ngày hôm nay thì chủ yếu em chỉ khuyến nghị duy nhất một con DGC, vì cái cổ phiếu DGC nó đang là một cổ phiếu bị đạp giá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại về cái câu chuyện vận động của thị trường để cho mọi người có thể thấy là lý do nào để mà chúng ta có thể nói là ngày hôm nay dù là một cái phiên thị trường giao dịch cực kỳ là bùng nổ, thanh khoản của nó cực kỳ là to so với những cái phiên trước đấy, thì cơ sở đầu ở đâu để mà có thể kêu rằng nó sẽ có những cái yếu tố nó điều chỉnh. Anh chị phải để ý về cái em câu chuyện này. Câu chuyện đó là về ngày hôm nay VN Index phái sinh chứ,
Đây là trạc phái sinh F1 men, F1 m, F1 mon đó, đó là thể hiện cho phái sinh tháng này, tức là nó sẽ kết thúc cái trạc phái sinh trong tháng này. Thì bên đây nó không có cái yếu tố gì vận động quá là nghi ngờ cả. Tuy nhiên là anh chị sẽ phải xem cái câu chuyện của phái sinh này này, VN30F2M. Anh chị có thể thấy đó là gì? Nó bị đẩy vào cuối phiên, nó kéo một phát tăng hơn 88 điểm. Vậy thì phải đặt ra một câu hỏi, đó là lý do nào, cơ sở nào để cho cái hợp đồng phái sinh này nó lại có một cái câu chuyện kéo cuối phiên như thế này. Đây có thật sự là kéo đúng hay không? Hay là người ta đang đặt nhầm lệnh và người ta đang đưa ra cho một cái cơ sở liệu là ngày mai có điều chỉnh cái F1M hay không? Thì theo quan điểm của mình, khả năng ngày mai nó sẽ có một số cái yếu tố xuất hiện để điều chỉnh cái sọc á, người ta sẽ bắt đầu đặt ra hợp đồng sọc để điều chỉnh cái phái sinh của tháng này. Thì đối với câu chuyện là nó sẽ có những cái yếu tố điều chỉnh phái sinh của tháng này thì nó sẽ làm rung lắc cổ phiếu, rung lắc thị trường, và cái câu chuyện rung lắc nhiều nhất ý, khả năng sẽ đến từ cái đổ của VN30. Tuy nhiên á, nó sẽ không quá là đáng kể, nó sẽ không phải lo lắng. Mọi người chỉ cần là tập trung kỹ vào cái cổ phiếu mọi người đang nắm giữ để xem coi là cái cổ phiếu đấy của mọi người có đang bị vi phạm giá hay không, và mọi người có đang là một cái mã cổ phiếu của mọi người có đang bị lỗ đối với cái cổ phiếu đấy hay không. Thì nếu như mà nó không vi phạm giá, nó không bị lỗ cổ phiếu, mọi người cứ kệ nó. Quan trọng nhất trong giai đoạn này đó là gì? Mọi người đã có hàng ở những vị thế trước đấy, mọi người cứ tập trung cầm hàng, nắm giữ hàng một cái cách thật chặt giùm em. Đó là về cái câu chuyện là chúng ta giữ hàng cổ phiếu ngày hôm nay. Thôi rồi, thì sau khi mà chúng ta đã đi xong về cái câu chuyện vận động của rung lắc thị trường ngày mai, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện vận động của VN Index. Anh chị có thể thấy lúc nãy trong cái bản tin sáng em có nói đó là gì, thị trường vẫn đang chỉ trong biên sideways thôi. Thì anh chị có thể thấy đúng, ngày hôm nay thị trường tăng rất mạnh, nhưng mà anh chị xem là nó đã vượt được cái vùng 1280 chưa? Rõ ràng nó chưa hề vượt được vùng 1280. Vậy thì có phải là nó vẫn chỉ là đang đơn giản là đang đi trong cái vùng biên, đang đi trong cái vùng tích lũy của nó là vùng 1260 đến 1280 hay không? Vậy thì khi mà nó vẫn đang còn đi trong cái vùng này này, thì đây sẽ là một cái câu chuyện vận động bình thường, không có gì phải gọi là quá xuất sắc hay cần phải là quá để ý về nó cả. Anh chị đang có hàng, anh chị tiếp tục cầm hàng. Còn anh chị chưa có hàng thì anh chị sẽ phải cân nhắc tìm kiếm những cái điểm mua nó phù hợp thì mọi người mới nên mua. Giống như là con DGC ngày hôm nay, việc gì mọi người phải đua lệnh cực kỳ là gọi như là đua ảo ạt, đua với những cái mã cổ phiếu bùng nổ tăng rất mạnh ngày hôm nay. Rất nhiều các mã cổ phiếu ngày hôm nay có những cái yếu tố tăng mạnh như là nhóm ngành chứng khoán, như là nhóm ngành bất động sản, thì liệu là ngày hôm nay mọi người đua lệnh có thật sự chính xác hay không? Vậy thì tại sao mọi người không thử vào câu chuyện con DGC trong cái phiên sáng ngày hôm nay, khi mà trong cái lúc 9:30? Vậy thì nếu như anh chị thật sự mua con DGC, đây là chart 5 phút nhé, DGC mở chart 5 phút ra cho chị xem. Thì cái lúc mà 9:30 em có khuyến nghị với anh chị tắt cái này đi. Đây, lúc 9:30 là cỡ cái nơi cây này này. Xa mấy cái dưới đi. Rồi, anh chị có thể thấy đó là gì? Đây là lúc 9:20, đây là 9:25. Vậy là 9:30 sẽ là cái lúc mà nó vẫn đang gặp cái áp lực bán khá là cao một cổ phiếu DGC. Trong cái lúc đấy là nó đang quay quanh về cái mức giá là từ thấp, nó thấp nhất của nó đó là vùng giá 122, cao nhất của nó là mức giá 123. Nếu như mọi người mua kịp trong cái lúc mà em khuyến nghị đến với mọi người, thì cuối phiên mọi người có thể lãi đâu đó hơn 1%. Đó, thì đây không phải là một cái câu chuyện hơn 1%, thậm chí là 2%. Đó là về câu chuyện con DGC. Thì theo quan điểm của em, con DGC ngày hôm nay là một cái yếu tố mua cực kỳ là xuất sắc. Và lý do nào, cơ sở nào để mà em có thể khuyến nghị mọi người mua con DGC, thì chúng ta sẽ đi lại về cái câu chuyện là trong cái bản tin, trong cái tin nhắn nhóm và trong bản tin. Thì ngày hôm trước mọi người có thể thấy là một số cái tin tức không được tốt cho lắm về con DGC, thế là mọi người bắt đầu là vác hàng ra, mọi người bán. Tuy nhiên là con DGC đấy, em thấy ngày hôm nay khi mà thị trường nó kéo tăng mạnh, cổ phiếu DGC đúng, nó xuất hiện áp lực bán, không thể nào phủ nhận được nó cả. Tuy nhiên là cái giá của nó neo rất tốt, và lúc mà nó về cái vùng giá cực thấp của nó, đó là cái vùng giá 121 ấy, rõ ràng có một dòng tiền vào nó đẩy giá, nó đỡ giá cổ phiếu đi lên. Vậy thì dòng tiền đổ ra đấy là dòng tiền nào, và tại sao nếu như thật sự mà nó tiêu cực đến như thế thì tại sao nó không mất luôn cái vùng giá là 121, tại sao nó không đạp sàn luôn mà nó lại chỉ neo giá ở đây thôi? Thì đây, sau đó cỡ khoảng lúc nói chung là cỡ khoảng lúc 10 giờ 11 giờ kém ấy, em có gửi đó là về một cái thông tin đính chính của con DGC. Sau đó thì em kêu là gì, sáng nay khuyến nghị anh em mua DGC vẫn đúng nhé, do em thấy nếu như thật sự doanh nghiệp nó có vấn đề, nó sẽ đạp sàn, nó ít nhất là đạp lủng nền, chứ rõ ràng mã này em vẫn thấy là nó neo được giá.
nên ở trên cái đường MA50. Đây sẽ là một cái lý do cho giữa một cái list các mã cổ phiếu em đưa ra cho anh chị xem vào ngày cuối tuần, anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc mua mấy con DGC đấy luôn. Thì đó là trong cái câu chuyện DGC em khuyến nghị mọi người mua. Về cái câu chuyện VN Index thì nếu mà nó vẫn tiếp tục quanh quanh cái vùng 1280, 1260 thì em cũng không có cái yếu tố gì phân tích quá nhiều về nó. Quan điểm của em thị trường vẫn sẽ còn tăng, và cái giai đoạn này là cái giai đoạn nén lò xo, và sau khi mà nó nén đủ tốt thì chỉ cần một cái phiên nào đấy xác nhận của câu chuyện bùng lên, đi lên, đua lệnh đi lên, vượt được vùng 1300 thì phải gọi là một bầu trời tươi sáng của thị trường bên trên luôn. Còn giai đoạn gần đây thì có hàng thì cầm chắc giùm em, còn đối với những anh chị nào mà anh chị chưa có hàng thì phải thật sự rất rất là cẩn trọng cho cái chiều mua mới, không phải gọi là thích cổ nào mua cổ đấy được. Như ngày hôm nay rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện phân tích những cái mã cổ phiếu cực kỳ là bùng nổ trong phiên ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta thấy đó là gì? Con STB. STB tăng mạnh không? STB tăng rất mạnh. STB ngày hôm nay là một cái cổ phiếu kéo giá trần trong phiên, và thậm chí là những cái lệnh mà kéo trần của nó, những cái lệnh cắn giá trần của nó là một cái giai đoạn là nó cắn toàn những cái lệnh cực khủng của nó thôi. Thì đối với câu chuyện của STB ngày hôm nay, nó là một cổ phiếu cực tốt trong phiên, không phủ nhận về nó. Tuy nhiên đối với những anh chị nào cần mua hàng mới thì sao? Rõ ràng nó đã vượt cái nền giá của nó rồi. Nếu như mà anh chị không mua được cái vùng giá thấp, anh chị sẽ phải mua nó khi mà nó xác nhận là nó vượt được cái vùng giá là 29.2. Lúc đó mới là cái lúc anh chị có thể mua. Còn hiện tại nó đã kéo một cái cây trần, nó đã cho anh chị thấy rằng đây là một cổ phiếu tốt, đây là một cổ phiếu ngon rồi, thì rõ ràng không còn cái điểm mua tối ưu cho mọi người nữa. Đó là về câu chuyện con STB. Có hàng thì cầm, không có hàng thì chúng ta không thể nào mua mới nó được. Tương tự con STB này thì chúng ta sẽ có một cái cổ khác của nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay, đó là con MB Bank, cũng là một cái cổ phiếu tăng khá là mạnh. Con MB Bank này thì xá đi, ngày hôm nay tăng đâu đó 3,91%, đang ở mức giá là 22.6. Rõ ràng chúng ta thấy nó cũng là một cổ phiếu tăng mạnh, thanh khoản của nó thì không cần phải nói, vẫn là một phiên giao dịch lớn hơn trung bình 20 phiên. Tương tự con MB Bank này thì có con MSB, nó cũng là một cái cổ phiếu tăng mạnh của nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay. Tuy nhiên nếu như đặt câu hỏi ngày hôm nay anh chị đua lệnh về con này, anh chị có thật sự ăn hay không? Khi mà trong phiên nó kéo đi lên mức giá cao nhất của nó, đó là mức giá 14.95, và cuối phiên nó đang đóng cửa mức giá là 14.75. Vậy thì đua lệnh có thật sự tốt hay không? Thì quan điểm của em vẫn là nói với mọi người, ngày hôm nay đua lệnh không hề tốt một tí nào cả. Thế nên là mọi người tuyệt đối là không có đua lệnh trong phiên ngày hôm nay. Nhìn đi, ngày hôm nay chỉ có duy nhất con STB nó thật sự là kéo, sau đó là nó đi lên được cái mức giá cao nhất của nó thôi. Thì chúng ta đi về câu chuyện con MB Bank này, nó cũng là một cái cổ phiếu cũng kéo đi lên hưng phấn đấy, cũng đi lên mức giá cao nhất là mức giá 22.8 đấy. Tuy nhiên cuối phiên vẫn bị đạp về mức giá 20.6 mà. Đó, thì đâu phải là các yếu tố gì quá là tích cực đâu. Còn OCB thì sao? OCB thì tích cực hơn được một tí, bị đạp nhẹ, tuy nhiên cũng không phải đóng cửa cao nhất phiên, cũng là đua lệnh và vẫn là thất bại. Còn MSB thì lúc nãy có đi ngang qua rồi. Còn VIB thì sao? VIB thì cũng tương tự. Nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay thì không cần phải nói. Còn AB Bank thì xin phép là bỏ qua cho nó. Còn VIB Bank thì sao ạ? VIB Bank ngày hôm nay cũng tương tự là một cái cổ phiếu đua lệnh và cũng là chích ngắt trong phiên. Đó, thì rõ ràng là cái câu chuyện là đua lệnh không hề tốt một tí nào cả. Và cái bản tin ngày hôm qua của em có đề cập đến câu chuyện con VCB ở trong cái list những cái mã cổ phiếu mà em khuyến nghị với mọi người ý. Có con ACB, có con VCB đúng không ạ? Vậy thì con VCB này cơ sở đâu để em có thể khuyến nghị mọi người mua? Thì em có thể thấy là trong cái phiên hôm thứ 6 tuần trước, lúc mà nó bị đạp điểm cực mạnh, thì thứ nhất giá của con này nó đã chiết khấu đủ sâu rồi. Nó đã về một cái vùng giá cực kỳ là thấp rồi, và xét về câu chuyện RSI thì anh chị có thể thấy con VCB nó đã về cái vùng là quá bán của RSI rồi. Vậy thì đối với những anh chị nào mà anh chị muốn mua những cổ phiếu vùng non lớn và anh chị xác nhận là anh chị cầm được chung và dài hạn, con VCB sẽ là một cái mã cổ phiếu hoàn toàn đủ cơ sở để cho anh chị có thể là cầm nó và kỳ vọng vào nó luôn. Đó là về con VCB. Sau con VCB thì ngày hôm nay nhóm ngành chứng khoán cũng là một trong những cái nhóm ngành nó cực kỳ là xuất sắc ngày hôm nay. SHS tăng 2,75%, tăng mạnh. BSI không bỏ qua. BSI thì sao? BSI cũng tăng mạnh. Thì nhìn chung cái nhóm ngành chứng khoán ngày hôm nay nó tăng cũng khá là xuất sắc hơn. Đó, xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp về cái câu chuyện của nhóm ngành bất động sản đi. Thì bất động sản ngày hôm nay đua lệnh đi. Đua đi, đua ngon không? Ngon. Ngon sao không ngon? Đua nè, đua đỉnh ngắn hạn, đúng chưa? Đó, vậy thì câu chuyện ngày hôm nay rõ ràng là mình không thể nào khuyến nghị mọi người đua lệnh được. Chỉ có duy nhất con DGC vì nó bị đạp giá và nó là một cái cổ phiếu cực kỳ là tốt trong giai đoạn gần đây. Nên mình mới khuyến nghị mọi người rằng có thể mua được con đấy. Còn gần như là ngày hôm nay mình không khuyến nghị mọi người mua mới bất cứ cái mã cổ phiếu nào khác ngoại trừ con DGC. Đó là về cái câu chuyện là chúng ta đang có hàng thì chúng ta giữ hàng. Còn với những anh chị chưa muốn mua mới thì rõ ràng ngày hôm nay sẽ là một cái giai đoạn cực kỳ thận trọng về cái chiều mua mới của cổ phiếu luôn. Đó, ngày hôm nay đua lệnh đó. Rõ ràng đâu dễ ăn đâu, đâu có ngon ăn đâu. Thì rồi, sau khi mà đi xong về một cái câu chuyện vận động của thị trường thì chúng ta sẽ đi về những cái mã cổ phiếu mà em đã khuyến nghị về nhóm khách hàng của em ngày hôm nay. À không, đâu phải là khuyến nghị ngày hôm nay.
đã khuyến nghị trước đấy và bên khách hàng bên em vẫn đang còn tiếp tục nắm giữ DIG, thì trong cái bản tin sáng em có đề cập đến là gì ạ? Trong cái bản tin sáng, không phải là trong bản tin sáng, thì trong cái tin nhắn của nhóm cộng đồng em vẫn nói với mọi người đó là gì? Ngày hôm qua lúc mà em dạo qua câu chuyện vận động của thị trường, em vẫn nói với chị khách hàng bên em đó là gì? Nhóm ngành bất động sản trong tháng 6 này nó cực kỳ là kỳ vọng, nó cực kỳ là tốt vì những cái giá của nó đã chiết khấu đủ sâu hết rồi. Vậy thì với câu chuyện là giá cổ phiếu đã chiết khấu đủ sâu thì cái khả năng nó sẽ bùng nổ, nó sẽ tăng giá, đó là cái điều hoàn toàn bình thường và chúng ta có thể là nhận định được nó luôn rồi. Vậy thì ngày hôm nay con DIG tăng mạnh không? Tăng rất mạnh. Hiện tại thì đang đóng cửa mức giá bao nhiêu ạ? Hiện tại thì nó đang đóng cửa mức giá là 28.85, đang xác nhận tăng đâu đó khoảng cỡ là 2.88%. Thì ngày hôm nay trong phiên nó đi lên mức giá cao nhất là mức giá 28.95, cuối phiên đóng cửa mức giá 28.55. Không hẳn là quá xuất sắc, tuy nhiên là xét về cái câu chuyện là giá đáy của nó thì nó đã tạo thành cái nó đã về một cái vùng giá đủ tốt, đủ chiết khấu rồi. Thì cái thanh khoản ngày hôm nay của nó thì sao ạ? Thanh khoản ngày hôm nay của nó thì cũng khá là đạt, trung bình 20 phiên bùng nổ cũng khá là tốt. Thì gần nhất nó sẽ gặp cái vùng cản ở trên đây, đó là trên cái vùng cản là 30.2. thì với những anh chị khách hàng bên em thì rõ ràng 30.2 này nó sẽ chỉ là một cái gọi như là khó khăn ngắn hạn của nó thôi. Thì nếu như mà cổ phiếu đấy nó gặp trên cái vùng 30.2 này, nó sẽ xuất hiện một số yếu tố rung lắc. Thì nếu như cổ phiếu này xuất hiện những yếu tố rung lắc của nó trong cái giai đoạn là kỳ vọng tháng 6 này sẽ là cái sóng của trọng, cái tháng của bất động sản, thì cái câu chuyện 30.2 này em sẽ bỏ qua, em sẽ cân nhắc xem ở đây nó rũ được về vùng giá nào, nó đủ tốt hay không. Thì có thể lên trên đây em sẽ chốt lời bớt 1/2, sau đó sẽ canh những cái viên rung lắc của nó ở phía dưới để chúng ta cover lại hàng. Đó là tùy theo cái yếu tố vận động lúc đấy của nó đã. Biết đâu nó kéo một phát nó vượt đi luôn cái vùng giá là 30.5 thì sao? Không ai biết được cái yếu tố vận động điên khủng của thị trường. Đó là xong về câu chuyện ADG. Còn VCI thì tuần trước hôm thứ 6 cũng chả giấu gì mọi người, hôm thứ 6 thì đã có cái hành động là bán bớt nó ra rồi. Tuy nhiên là bán thì bán, mình có khuyến nghị bán thôi, chứ còn cái việc là khách hàng bên mình có bán hết hay chưa thì mình chưa có chắc. Vậy thì với những anh chị nào mà đang coi cái bản tin ngày hôm nay mà anh chị thấy anh chị đang cầm hàng con VCI, tiếp tục cầm hàng giùm em ha. Ngày hôm nay thì nó đã thể hiện cho một cái trạng thái rằng nó đã bùng nổ khá là tốt của nhóm ngành chứng khoán rồi. Thì cổ phiếu này, cái yếu tố tiêu cực ngày hôm nay của nó đó là gì? Thanh khoản của nó không quá lớn, thanh khoản của nó không quá xuất sắc. Dù là thanh khoản thị trường nó có dấu hiệu hồi phục đi vô thì có hàng thì cầm. Còn Hòa Phát thì rõ ràng ngày hôm nay là chúng ta gia tăng để chúng ta cho full tỷ trọng hàng đối với cổ phiếu HPG. Thì HPG rõ ràng vẫn là cổ phiếu vẫn có thể tiếp tục cầm hàng được. FTX thì cũng tương tự, có vẻ như là bình thường mình sẽ làm bằng Army Rocker ấy, nhưng mà tại vì mình sợ Army Rocker của mình thiết kế cái màu nó hơi khó nhìn cho mọi người nên là mình bỏ qua, nên là mình sẽ để cái đấy để đọc cổ phiếu và mình sẽ sử dụng trên Paya. Rồi, thì đó là câu chuyện con Hòa Phát, FTX, SSC đồ này kia thì ngày hôm nay nó đều khá là ổn. Thì trước đấy thì chúng ta thấy là ba phiên liên tục, con SSC nó đang là một cổ phiếu nó tiêu cực nhất. Tuy nhiên ngày hôm nay khi mà thị trường nó đang kéo thì cổ phiếu này nó lại kéo không quá xuất sắc và thậm chí là nó có hơi lình xình. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhìn về cái dấu hiệu đó là gì? Đáng lẽ ra ba phiên ngày hôm trước nó bị đạp bán mạnh như thế này, ngày hôm nay nếu như nó thật sự tiêu cực nó sẽ phải tiếp tục bị bán, bị đạp và thậm chí là nó lủng cái nền của nó luôn. Tuy nhiên là anh chị có thể thấy ngày hôm nay nó chưa hề lủng, nó chưa hề lủng nền. Vậy nên là chúng ta vẫn sẽ có cái cơ sở cho chúng ta có thể tiếp tục cầm hàng con SSC này được ha. Đó là xong về câu chuyện SSC. GMD thì nhìn chung nó vẫn đang trong cái nền giá của nó, vẫn đang trong cái trạng thái tích cực, không có gì nhiều để chúng ta phân tích về nó cả. Thì chúc anh chị có được những cái lợi nhuận nó tối ưu trên thị trường này. Thì chắc là cái bản tin ngày hôm nay đến đây của mình là kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị đã xem cái bản tin ngày hôm nay ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video bản tin tới.